Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh TITV.vn. Chúng ta đang học về lập trình Java và đây là bài số 46. Trong bài này thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một cái khái niệm mới trong lập trình Java, đó là interface. Thì nếu như các bạn muốn làm về lập trình Java lâu dài thì đây là một trong những khái niệm rất là quan trọng và chúng ta sẽ sử dụng nó thường xuyên. Bây giờ thì mình xin mời các bạn bắt đầu vào bài học ngày hôm nay nhé. Thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một số khái niệm cơ bản về interface trong lập trình Java. Thì trước khi nói cụ thể về interface thì các bạn hãy nhớ lại một chút giúp mình trong những cái bài học hôm trước chúng ta đã học, đó là về kế thừa một cái lớp bình thường hoặc là kế thừa một cái lớp abstract, lớp trừu tượng. Thì các bạn thấy rằng đó là một cái class con nó chỉ có thể kế thừa được một cái class cha thôi. Chỉ kế thừa được một cái class cha thôi. Nhưng quay lại trong cái tình huống trong cuộc sống hàng ngày, giả sử như bạn là một người con trong gia đình thì các bạn muốn kế thừa được những hành động của bố và hành động của mẹ luôn, thì chúng ta phải làm sao, chúng ta mô hình hóa nó từ trong Java nó như thế nào. Thì ví dụ như cái mà các bạn kế thừa được từ bố mẹ của các bạn đi, ví dụ như là bạn là người con trong gia đình thì bạn có thể học được và thực hiện được những cái hành động giống như bố của mình, ví dụ như là yêu thích về đá bóng chẳng hạn. Hoặc là các bạn có thể yêu thích về hoa kiểng nè, rồi có thể yêu thích về chơi game v.v. ví dụ như thế. Rất là nhiều cái mà các bạn có thể kế thừa lại những cái hành động từ bố của mình. Tuy nhiên các bạn cũng có thể kế thừa những cái hành động từ mẹ của mình nữa. Ví dụ như là mẹ thì rất là ngăn nắp, gọn gàng, rồi mẹ thì lại nấu ăn ngon, vân vân. Đó, thì nếu như bạn là một người con trong gia đình, các bạn muốn kế thừa tất cả những cái hành động từ bố, từ mẹ, và thậm chí là kế thừa những cái hành động, những cái thao tác hàng ngày của ông bà luôn nữa, có thể là của ông bà luôn nếu như ông bà sống trong cùng gia đình của chúng ta, đúng không? Đó, thế thì bây giờ đem cái bài toán từ cuộc sống đó đó, cái vấn đề mà đa kế thừa đó, nó là một mình bạn thôi, nhưng bạn có thể kế thừa rất là nhiều cái hành động khác nhau từ những cái đối tượng khác nhau, từ bố mẹ ông bà đó. Thì làm sao chúng ta có thể code trong Java được đây? Và các bạn nhớ kỹ nha, những cái bài mà hôm trước chúng ta học á, nó không giải quyết được cái vấn đề đó, nó là chỉ kế thừa một cái class con, kế thừa một cái class cha thôi ha. Thì cái interface này nè, nó chính là cái để mà giúp chúng ta có thể thu được cái tính trừu tượng hoàn toàn và đa kế thừa trong Java. Thật ra thì chính xác thì cái khái niệm đa kế thừa nó là không có, nhưng cái mục tiêu của interface này tạo ra để giúp chúng ta có thể hiện thực lại những cái hành động nó mang cái tính chất giống như là cái đa kế thừa vậy đó ha. Thế thì interface là gì? Interface nó là một cái bản thiết kế của một cái class. Các bạn có thể viết nó thành một cái mã nguồn giống như một cái class, nhưng mà thay vì từ khóa là class thì chúng ta sẽ đánh cái từ khóa là interface nhé. Và trong một cái interface thì nó chỉ có những cái phương thức là phương thức trừu tượng và có các hàng số thôi, nghĩa là nó không có những cái phương thức thông thường và nó không có những cái biến số. Ví dụ các bạn khai báo là NTX hay là string hãng sản xuất hay là gì đó thì trong đây nó không có. Trong đây nó chỉ có phương thức trừu tượng và những cái hàng số thôi. Và tất cả những hàng số thì được định dạng là ở public static final. Cho dù các bạn khai báo là private hay là các bạn khai báo là protected hay gì đó thì nó cũng chỉ hiểu là public static final, nghĩa là một cái hàng số nhé. Và tất cả các phương thức, cho dù các bạn có khai báo cái từ khóa là public hay không khai báo từ khóa là public thì nó đều được hiểu là những cái phương thức này là những cái phương thức ở dạng public nha các bạn. Và tương tự như abstract thì nó sẽ không có constructor bên trong, xin lỗi, nó không thể tạo ra được đối tượng từ một cái phương thức constructor cụ thể nha các bạn, mà nó phải tạo ra ra bằng những cái thằng mà nó implement lại, nó hiện thực hóa lại cái interface này. Thì nó hơi khó hiểu một chút các bạn, tí nữa chúng ta sẽ có ví dụ thì các bạn sẽ hiểu rất là rõ về interface nha. Một số cái lưu ý khi sử dụng interface là nó khác với cái lớp trừu tượng abstract hay là lớp bình thường các bạn extend kế thừa thông thường, thì một cái lớp con á, một cái lớp cụ thể á, nó có thể triển khai rất là nhiều cái lớp interface khác nhau tại một thời điểm, và một cái interface thì có quyền kế thừa lại một cái interface khác nha các bạn. Thế thì để hiểu hơn thì bây giờ mình và các bạn sẽ cùng nhau làm một cái bài tập nhỏ này. Trong bài tập này thì mình có chia ra thành 3 câu. 3 câu nhé. Câu A là chúng ta sẽ cùng nhau tạo ra một cái interface có tên là máy tính bỏ túi interface. Mình bôi đen thiếu cái chữ này.
mình tô màu lại ha. Máy tính bỏ túi interface. Máy tính bỏ túi là mấy cái máy tính mà các bạn đem đi học đến trường đó, các bạn có thể nhấn những cái phím cộng trừ chia khai căn rồi nọ kia đó ha. Thì mình muốn các bạn sẽ giúp mình là tạo ra một cái interface là máy tính bỏ túi, và trong đó nó có những cái phương thức ấy là cộng trừ nhân chia hai số thực, cộng trừ nhân chia hai số thực nha các bạn. Rồi sau đó chúng ta sẽ xây dựng ra những cái lớp hiện thực hóa cái interface này, đó là mình sẽ tạo ra hai cái máy tính cụ thể, đó là máy tính Casio FX500 và máy tính Vinacon 500MS. Thì cả hai máy tính này thì mình biết được rằng là nó được phép đem vào phòng thi nếu như các bạn đi thi đại học đó. Thì chúng ta sẽ tạo ra hai cái máy tính này, thì các bạn sau khi mà tạo ra hai cái máy tính này xong, chúng ta sẽ hiện thực hóa cái interface bên trên này, thì tí nữa mình sẽ code cụ thể cho các bạn xem nhé. Rồi câu B thì nó là một cái yêu cầu khác, nó là yêu cầu tạo ra cái interface là có tên là sắp xếp interface. Thì trong sắp xếp thì nó sẽ có những cái hàm là sắp xếp tăng hoặc là sắp xếp giảm, và cái dữ liệu chúng ta nhận vào đó là một cái mạng số nguyên, và sau đó thì chúng ta sẽ xây dựng ra các lớp hiện thực hóa interface có tên là sắp xếp chèn và sắp xếp chọn. Nếu như các bạn đã từng học lập trình và các bạn đã học về những cái thuật toán thì các bạn sẽ biết rằng đó là khi mà các bạn muốn sắp xếp thì nó có rất là nhiều cái thuật toán khác nhau đúng không? Ví dụ như là sắp xếp nổi bọt nè, sắp xếp chèn, rồi sắp xếp chọn, rồi sắp xếp trộn, sắp xếp vuông đóng, sắp xếp nhanh, rồi sắp xếp theo cơ số vân vân, vô vàn luôn, rất là nhiều luôn. Thật ra vô vàn thì cũng đúng, nó có khoảng mười mấy 20 cái gì đó, thì các bạn có thể là hiện thực hết cũng được. Nhưng ở đây thì thôi, để tiết kiệm thời gian thì mình và các bạn sẽ cùng nhau làm cái thuật toán là sắp xếp chèn và sắp xếp chọn nhé. Rồi câu C á, thì chúng ta sẽ xây dựng lại một cái lớp, xin lỗi, xây dựng một cái lớp mà hiện thực hết hai cái interface luôn, nghĩa là nó vừa hiện thực cái interface máy tính bỏ túi và nó vừa hiện thực cái interface là sắp xếp này đó. Và sau đó thì các bạn sẽ thấy nó có những hành động gì, thì tí nữa chúng ta code thì các bạn sẽ thấy nó cụ thể nhé. Rồi mình có bổ sung thêm cho các bạn cái phần code đó, các bạn click vào cái phần mô tả video thì các bạn sẽ thấy toàn bộ những cái đoạn code của mình để trong đó, kể cả là những cái thuật toán sắp xếp. Nếu như bạn nào mà học và hiểu rồi thì rất là tốt, còn bạn nào mà chưa hiểu thì có thể dành thời gian để nghiên cứu thêm những cái thuật toán này nhé. Thế thì bây giờ đó các bạn, trước khi chúng ta làm thì chúng ta cũng sẽ cùng nhau là phân tích cái bài toán này thành những cái sơ đồ lớp để cho nó đỡ bị rối. Chúng ta nhìn vào sơ đồ lớp thì chúng ta code nó sẽ dễ dàng hơn nha các bạn. Rồi bây giờ thì mình sẽ bắt đầu đi từng cái class một và mình vẽ đây. Trước hết mình cần một có một cái interface, thì ở đây mình cũng sẽ kéo ra một cái class nha các bạn. Nhưng ở đây thì mình sẽ ghi chữ là interface nha. Rồi. Interface đầu tiên của mình nó có tên nó là xem shift enter, mình sẽ gõ luôn interface, nó có tên là máy tính bỏ túi interface. Rồi đấy, mình có được một cái interface đầu tiên đây, đây được chưa. Rồi sau đó mình sẽ có hai cái trong interface này thì nó sẽ có những cái hành động, đó là những cái phương thức thôi, nó có những cái phương thức đó là cộng nha các bạn. Cộng thì nó sẽ trả về cho chúng ta hai một cái giá trị là double đúng không? Tại vì nó cộng hai số thực. Đây, cộng nè. Đó, double A và double B. Rồi. Sau đó nó sẽ có cái phương thức tiếp theo, đó là phương thức gì các bạn? Đây. Double cộng, rồi sau đó là trừ nhé. Double A, double B. Đó. Rồi. Nhân chia. Nhân. Rồi. Mình cũng có hai con số là A và B luôn nhé. Double A và double B như thế này. Các bạn thêm giúp mình là cái phương thức là chia nhé. Sau đó thì mình sẽ có hai cái lớp để hiện thực hóa lại cái máy tính bỏ túi này. Cái lớp đầu tiên đó là máy tính Casio FX 500. Đó. Rồi, mình cũng sẽ có một cái máy tính bỏ túi khác, đó là máy tính Vinacon
500 đó, mình có hai cái máy tính này. Thì để mà hiện thực, để mà vẽ cái biểu hiện là một cái lớp mà nó hiện thực hóa lại một cái interface, thì các bạn sẽ sử dụng cho mình cái biểu tượng là realization nha các bạn. Đây, cái biểu tượng cái chỗ rõ trục mình ở đây, và các bạn kéo ra như thế này là chúng ta hiểu rằng à, đây là một cái class mà nó hiện thực lại một cái interface là máy tính bò túi. Thì khi các bạn làm như thế này nè, một tí nữa các bạn sẽ thấy nè, trong trong hai cái lớp con này nè, nó phải hiện thực lại toàn bộ những cái phương thức ở cái lớp cha. Ở trên đây nó chỉ tạo ra cái phương thức thôi, nhưng ở dưới nó sẽ không có hiện thực cái gì hết, mà ở bên dưới này là những cái lớp con nó sẽ phải hiện thực nha các bạn. Đây là câu A của chúng ta nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có câu B nha các bạn. Câu B là nó sẽ tạo ra một cái interface mới. Interface này nó có tên là sắp interface. Đó. Rồi, sắp xếp interface thì nó sẽ có cái phương thức đó là gì? Đó là phương thức mình vô nhé. Mình sẽ có một cái phương thức đó là sắp xếp tăng. Ở đây thì mình sẽ có một cái mảng double. Double mảng A nhé. Mình sẽ có một cái mảng là array đi ha. Arr đi. Rồi. Sau đó mình lại có một cái phương thức khác, đó là void sắp xếp giảm. Ở đây là double array. Rồi. Ok, thế thì trong cái bài này thì mình cũng sẽ là hiện thực hóa lại cái interface này bằng hai cái thuật toán, đó là sắp xếp. Các bạn cứ bình tĩnh mà làm nhé, cứ ngồi code với mình từ từ thôi thì cuối bài các bạn sẽ hiểu được thôi ha. Sắp xếp chọn nó, mình sẽ có hai cái class như thế này, và hai cái class này thì nó cũng sẽ hiện thực hóa lại. Các bạn để ý giúp mình nha, những cái việc mà chúng ta vẽ sơ đồ này nó rất là quan trọng luôn á, nó sẽ giúp cho chúng ta học được lập trình hướng đối tượng rất là tốt, và sau này khi chúng ta đi làm á, chúng ta dùng những cái sơ đồ nữa để mà hiện thực hóa lại những cái đoạn code mà do đội ngũ họ phân tích, thì chúng ta sẽ đỡ vất vả hơn khi chúng ta phải học lại những khái niệm này nha các bạn. Các bạn thấy không, đây nó sẽ như thế này. Rồi, tuy nhiên ở trong cái câu C là mình cần phải tạo ra một cái class là phần mềm máy tính, tức là một cái máy tính bỏ túi nhưng mà là chạy trên máy tính. Thì cái class này nè, nó lại hiện thực lại cả hai cái interface này. Đây các bạn thấy không? Thôi thì mình sẽ dời cái này xích xuống nha. Mình dời cái này xích xuống để mình cho cái thằng này nó xích lên trên chỗ này để nó đỡ bị vướng. Thì đây nè, ba cái class này, 1 2 3, nó chính là câu A. Ba cái class này, 1 2 3, nó chính là câu B, và cái thằng này nó chính là câu C. Các bạn thấy không? Một cái lớp con nó có thể hiện thực hóa lại cả hai cái interface hai bên như thế này. Bây giờ thì để mình và các bạn cùng nhau sẽ code nha các bạn. Đáng lý ở đây á, mình cũng nói luôn, đó là toàn bộ những cái hàm cộng trừ nhân chia các bạn sẽ phải s lại trong cái thằng con này. Và bên đây nó cũng tương tự như thế. Tuy nhiên thì để tiết kiệm thời gian thì mình sẽ không vẽ, mà một tí nữa chúng ta code á, thì các bạn sẽ thấy là cái việc mà hiện thực lại đó là bắt buộc, và trong những cái thằng con này nó sẽ có những đầy đủ những cái phương thức này. Bây giờ thì mình sẽ mở Eclipse và cùng nhau mình và các bạn sẽ bắt đầu code cái bài này nhé. Xin lỗi các bạn. Eclipse. Rồi, ok. Các bạn khi mà học Java thì các bạn sẽ tiếp xúc với rất là nhiều kiến thức mới luôn. Nếu như các bạn bền chí, mỗi ngày các bạn code với mình một chút thôi, thì từ từ các bạn sẽ hiểu được hết toàn bộ những cái vấn đề liên quan tới lập trình Java nhé. Rồi, bây giờ thì mình sẽ cùng nhau tạo ra một cái dự án mới trong Eclipse. Đây, mình sẽ tạo ra bài số 46 nhé.
Hôm nay là bài số 46 rồi đó các bạn, cũng khá là dài rồi đúng không? Tuy nhiên chuỗi bài của chúng ta thì nó cũng sẽ khá là dài, nó khoảng một trăm mấy chục bài lận. Thì mỗi một cái bài thì mình giới thiệu với các bạn một kiến thức nhỏ nhỏ thôi, nhưng nó sẽ giúp cho các bạn là hiểu được cái vấn đề lâu dài nhé. Thì ở đây nè các bạn ơi, khi mà chúng ta muốn tạo ra interface trong AirClip, các bạn phải chuột trên cái thư mục SRC hoặc là cái gối. Thì cái gối thì chúng ta sẽ được học ở trong cái bài tiếp theo. Thì các bạn chọn menu New nha các bạn. Sau đó các bạn sẽ chọn cho mình cái chữ là Interface. Thay vì bình thường chúng ta chọn là Class thì các bạn sẽ chọn Interface giúp mình ở đây nhé. Rồi các bạn sẽ đặt giúp mình nè. Đây, máy tính bỏ túi Interface như thế này. Rồi. Đó. Thì các bạn sẽ thấy nó tạo ra một cái file ở chỗ đây nè. Thông thường thì chúng ta sẽ thấy cái từ khóa là Class, nhưng hôm nay, hoặc là abstract class đúng không, nhưng hôm nay thì nó sẽ là interface. Ở interface thì các bạn sẽ định nghĩa ra được những cái phương thức bên trong. Ví dụ nha các bạn, public, các bạn khai báo là public hay các bạn bỏ đi khai báo thì nó vẫn là public luôn nhé. Rồi double, ở đây là phương thức cộng, cộng thì nó nhận vào hai con số a và b các bạn nhé, a và b. Thì ở đây nè, các bạn không được tạo ra cái nội dung code bên trong, thì các bạn tạo như thế này thì nó sẽ báo lỗi đỏ ở chỗ này nhé. Thì trong toàn bộ interface nó mặc định đây là những cái phương thức trừu tượng, nó là phương thức abstract, cho dù các bạn có đánh chữ abstract ở đây hay không thì nó cũng giống nhau thôi. Ví dụ ở đây mình cho để cái chữ như thế này abstract nha các bạn, đó là phương thức trừu tượng. Hoặc là các bạn đánh như thế này, đây mình tạo ra một cái phương thức khác như thế này, à, không có chữ abstract nha các bạn, cộng trừ đây. Thì hai cái phương thức này là như nhau. Còn cái phương thức abstract, abstract là gì thì những cái bài trước mình đã nói rất kỹ với các bạn rồi, các bạn có thể xem lại nhé. Đó, thì hai cái cách viết như thế này là giống như nhau thôi nha các bạn, giống như nhau nhé. Rồi, à, bây giờ mình sẽ tiếp tục mình tạo ra nè, public double nè, nhân nè, nhân thì nó cũng sẽ nhận vô hai con số là a nè, và double là b. Đó, các bạn thấy không? Đó, rồi public double chia double b, đó, ok chưa? Đó. Rồi, bây giờ thì chúng ta mới đi tạo ra. Các bạn sẽ thấy rằng ở đây nè, nó sẽ có một cái biểu tượng là chữ y màu tím tím. Thì thay vì nó là chữ C class thì nó sẽ là chữ y nhé. Mình sẽ bắt đầu tạo ra hai cái class, hai lúc này là tạo class nha các bạn. Class, class này nó có tên là máy tính Casio FX500. Rồi, à, mình bị sai chỗ này. Khi mà sai tên thì các bạn muốn đổi các bạn chọn phải chuột nhé, chọn refactor, chọn rename Casio. Đó, các bạn chọn rename như thế này thì nó sẽ thay đổi cái tên của cái class của chúng ta, và những cái khu vực nào mà chúng ta có sử dụng tới cái tên nó sẽ sửa hết nhé. Ở đây thì mình sẽ dùng một cái từ khóa, các bạn để ý giúp mình nè. Implements, đây là một cái từ khóa mới nha, hôm nay chúng ta mới học lần đầu. Implements là hiện thực hóa lại đấy. Rồi chúng ta sẽ đánh cái tên interface vào đây. Các bạn chỉ cần đánh chữ máy tính MAI dài thôi, rồi các bạn control khoảng trắng thì tự động nó sẽ là giúp cho chúng ta điền cái phần còn lại. Thì sau khi các bạn implement xong thì lập tức nó sẽ báo đỏ liền. Thì chúng ta sẽ click chuột vào đây để chúng ta chọn cái là add an implement method. Đây các bạn thấy không? Thì lúc này các bạn thấy rằng à, vì nó implement là cái máy tính bỏ túi, do đó lúc này chúng ta phải hiện thực lại, override lại, viết lại toàn bộ những cái phương thức abstract bên kia. Thì ở đây mình sẽ return về gì các bạn? A cộng B nhé. Đây, return về A trừ B. Giờ này là return về A trừ A nhân B. Rồi. Trong tình huống này thì các bạn để giúp mình nè, A chia B nó có thể là bị lỗi nha các bạn. Ví dụ như là B là chúng ta nhập vào số 0 thì chỗ này nó sẽ ra bị lỗi đấy. Thì các bạn suy nghĩ xem cái cách nào đó để mà chúng ta có thể xử lý được vấn đề đó. Thì những cái kỹ thuật này thì mình sẽ không nói nhiều quá, mà các bạn có thể tự suy nghĩ xem làm sao để bắt được cái lỗi này. Thì thật ra là cũng có một cái video clip chia sẻ của mình, đó là sử dụng try guess rồi, thì các bạn có thể sử dụng thử nhé. Ở đây thì mình sẽ bỏ qua luôn. Rồi mình sẽ new một cái class, một cái máy tính cụ thể thứ hai,
đó là máy tính Vinacon 500. Rồi, Vinacon 500 nhé. Đây, mình xem lại nè. Máy tính Vinacon 500. Thì cái máy tính Vinacon 500 này nó cũng sẽ phải sử dụng cái từ khóa là Implements, có chữ S phía sau nha các bạn. Và ở đây thì chúng ta sẽ đánh chữ máy, các bạn Ctrl khoảng trắng, thì nó sẽ ra là Implement cái máy tính bỏ túi Interface nha. Rồi, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau là S Unimplement Method, thì các bạn sẽ thấy rằng vì nó hiện thực hóa lại cái máy tính bỏ túi này, do đó nó cũng phải có đầy đủ những cái phương thức mà bên cái máy tính bỏ túi có đó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau này hiện thực hóa lại. Thì thật ra là những cái máy tính ấy, thì nó cũng giống nhau thôi, đúng không? Nó đều làm những cái thao tác giống nhau đó. Có thể là những cái nút đó các bạn, nó bố trí khác nhau nha các bạn, nhưng mà những cái vì chúng ta lập trình ấy, thì chúng ta thấy nó giống nhau, nhưng mà thực ra ở trên cái máy tính thì nó sẽ có số lượng nút khác nhau nha, số lượng nút chấn khác nhau và cái cách thực hiện nó khác nhau đó ha. Rồi, như vậy là mình đã làm xong được cái câu A rồi nè. Bây giờ thì mình sẽ test cái câu A trước. Mình phải chuột mình new, mình chọn class nha các bạn. Rồi, mình tạo ra một cái class là test, và ở đây mình sẽ tạo ra một cái hàm main để mình test thử cái interface mà mình vừa tạo ra nha các bạn. Test câu A. Đó. Các bạn nào mà muốn hiển thị được tiếng Việt trong cửa sổ console đó, thì các bạn đánh một vài cái từ khóa tiếng Việt ở đây, rồi các bạn nhấn Ctrl S chọn Cell E UTF8 là được nhé. Bây giờ thì các bạn không thể khai báo thứ này nha các bạn. Các bạn không có thể là interface, ví dụ là ví dụ thế này, máy tính bỏ túi interface, rồi các bạn đánh MT, rồi các bạn bằng new máy tính bỏ túi được. Đó các bạn bằng new máy tính bỏ túi interface, thì lúc này các bạn sẽ không có tạo ra được ngay, mà các bạn muốn tạo ra thì các bạn phải ngồi hiện thực lại hết toàn bộ các class ở đây. Đó, chúng ta không làm như thế được. Thì thông thường chúng ta sẽ sử dụng thẳng luôn cái tên của các class con mà nó đã được hiện thực hóa lại. Ví dụ như mình muốn tạo ra một cái máy tính là MFX500 đó, thì mình sẽ bằng new. Các bạn thấy không, khi mà chúng ta không có viết constructor ở trong cái lớp máy tính Casio FX500 á, thì mặc định nó có một cái constructor rỗng, nghĩa là không có cái gì trong đó hết, không nhận vô cái gì hết, lúc nào nó cũng có một cái constructor sẵn nha các bạn, nếu các bạn không viết gì cả ha. Rồi, máy tính mình tạo ra một cái máy tính Vinacon MVN 500 bằng new một cái máy tính Vinacon đó, các bạn thấy không. Đây, bây giờ thì mình sẽ xuất out ra thử cho các bạn một vài kết quả nha các bạn. 5 cộng 3 bằng đó, sau đó mình cộng đó là MFX, mình lấy MFX500, các bạn chấm một cái thì các bạn gọi cái phương thức là cộng, ví dụ là ở đây là 5 đúng không, và ở đây là 3 đó. Rồi, sau đó ở đây thì mình sẽ thử nghiệm một cái khác, đó là mình sẽ lấy cái máy tính này, nhưng mà mình thực hiện cái phép đó là 4 nhân 5 đi. Đấy, 4 nhân 5 thì ở đây các bạn sẽ sửa lại cho mình là hàm nhân nha các bạn. Ở đây là 4 nè. Đó, nhân 5. Rồi mình cũng thử luôn để cho các bạn thấy là nó có một cái tình huống lỗi. Nhưng mà các bạn sẽ xử lý cái lỗi đó kiểu gì thì các bạn có thể comment phía bên dưới nha các bạn. Vô là 4 chia 0. 4 chia 0. Thì ở đây mình lấy cái máy tính thứ hai, mình gọi cái hàm chia. Rồi đó, ở đây mình để vô đây là số 0. 4 chia 0 là không thể chia được nha. Phép chia là không thể chia cho số 0 được. Thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn cái kết quả thử nha các bạn. Run S nè, chọn Java Application. Đây, các bạn thấy không, 5 cộng 3 bằng 8, 4 nhân 5 bằng 20, 4 chia 0 bằng Infinity. Infinity là không xác định đó, không định nghĩa được á, thấy được chưa. Rồi, ok. Rồi, nó chính nó, ở đây nó cũng là một cái lỗi nha các bạn, nhưng ở đây thì nó được bọc lại sẵn rồi. Nó được bọc lại sẵn rồi do đó chương trình của chúng ta nó không bị crash, nó không bị interrupt ngang. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau làm cái câu B nha các bạn. Bây giờ trước khi làm câu B thì mình nói lại một chút về cái interface này.
Đây là một cái interface. Trong interface nó có những cái class, xin lỗi, nó có những cái phương thức, và phương thức này nó sẽ không được hiện thực bất kỳ một cái nội dung nào trong đó cả. Và khi các bạn có những cái class cụ thể mà các bạn implement ở cái phương thức đó, thì bắt buộc các bạn phải hiện thực lại những cái phương thức mà các bạn đã nó nằm trong cái interface mà các bạn đã implement. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm câu B nhé. Rồi, new class. Câu B thì chúng ta sẽ có xem lại cái sơ đồ một chút xíu. Đó là chúng ta có sắp xếp interface và chúng ta có hai class, class con là sắp xếp chèn và sắp xếp chọn nhé. Đây mình sẽ Ê, xin lỗi các bạn, mình sẽ phải chuột, mình chọn new này và ở đây mình chọn là interface nhé. Rồi, sắp xếp interface, các bạn thấy không? Rồi, trong sắp xếp interface này thì nó sẽ có hai cái hàm public nha các bạn, hai cái hàm void sắp xếp tăng, sắp xếp tăng thì ở đây nó sẽ nhận vô một cái mảng, mảng array như thế này đó. Rồi mình có một cái public void sắp xếp giảm thì nó cũng nhận vô một cái mảng double luôn đó, ARR như thế này. Thì các bạn sẽ để ý giúp mình nhé. Ở đây chúng ta không có mở ngoặc nhọn ra để chúng ta hiện thực cái phương thức này, nhưng mà những cái lớp con của đó nó sẽ được hiện thực nhé. Đây mình sẽ phải chuột, mình chọn new class. Ở đây á, thì mình sẽ làm hai cái thuật toán đơn giản thôi, đó là sắp xếp chèn. Sắp xếp chèn thì các bạn sẽ thấy nè, khi mà mình implement cái interface đó là sắp xếp ha, thì các bạn thấy là nó bắt buộc mình phải click chuột ở đây này, ha, các bạn chọn ns implement thì các bạn phải hiện thực lại cái vấn đề là sắp xếp tăng và sắp xếp giảm. Rồi bây giờ mình cũng sẽ chưa làm gì cả nha, một tí nữa thì chúng ta sẽ code ở trong đây. Bây giờ phải chuột chọn new, rồi chúng ta sẽ chọn là class mới, đó là sắp xếp chọn. Bạn nào làm sim á thì chúng ta có thể làm 5 6 các class sắp xếp luôn, và chúng ta sẽ implement lại cái interface là sắp xếp, interface đó. Rồi bây giờ thì trong cái phần mô tả thì mình cũng có để cho các bạn cái hai cái thuật toán này ở trên C, thì mình copy lại thôi. Bây giờ chúng ta sẽ copy lại và chúng ta sẽ sửa chữa lại một chút nha các bạn. Đây mình Ctrl C cái thuật toán này vào, thì đây để mình xem cái thuật toán này là của sắp xếp chèn nhé, sắp xếp chèn nhé, đây, sắp xếp chèn. Mình sẽ không dành thời gian để giải thích cái thuật toán này nhé, mà mình sẽ làm luôn. Thì ở đây thì các bạn sẽ thấy rằng là nó phải có một cái, ở đây là vì mình chắc là mình phải sửa lại một chút. Thôi mình không sửa, mình sửa này là thành key. Ok từ từ nha. Sắp xếp lại code nè. Ở đây n chưa có, n là số lượng phần tử trong mảng, thì các bạn có thể tạo ra một cái biến n để mà lấy ra được số lượng phần tử trong mảng, thì các bạn sẽ chấm len giúp mình nhé. Array.len là chúng ta lấy ra được số lượng phần tử trong cái mảng array này. Rồi các bạn sẽ có cái key này, thì lúc này cái key của mình đó, nó phải là double nha các bạn, vì chúng ta đang sắp xếp một cái mảng là mảng double. Rồi key đó, như vậy là xong rồi đó các bạn ơi. Nhưng mà để chúng ta xem coi cái này đang là sắp xếp tăng hay sắp xếp giảm. Nếu az lớn hơn key, az lớn hơn hoặc bằng key thì đổi chỗ. Rồi chúng ta cứ copy xuống nha, một tí nữa thì chúng ta sẽ kiểm tra lại xem cái này nó là sắp xếp tăng hay sắp xếp giảm. Ở đây khi mà az lớn hơn key thì az cộng 1 bằng az. Cái này là đang sắp xếp tăng nha các bạn. Rồi bây giờ thì mình sẽ sửa lại cái này thành là sắp xếp giảm. Sắp xếp giảm thì các bạn sẽ đổi chỗ thôi, các bạn sẽ sửa lại một chút cái dấu này thành là dấu dấu bé. Ở trên là sắp xếp tăng thì chúng ta là dấu lớn, và ở dưới này thì chúng nó sẽ là dấu bé. Sửa lại như thế là xong rồi đó.
Bây giờ tới thuật toán là sắp xếp chọn. Sắp xếp chọn thì mình cũng để sẵn cái công thức bên dưới rồi, xin lỗi cái đoạn code bên dưới rồi, thì các bạn chỉ cần copy lại thôi. Ở đây á, thì mình cũng sẽ xóa bỏ bớt đi mấy cái ghi chú này nhé. Đây anh n, chúng ta cũng cần có cái giá trị là anh n. Anh n sẽ bằng array.len, tức là số lượng phần tử trong cái mạng của chúng ta. Rồi các bạn để ý giúp mình đó là rồi ok vậy thôi là xong rồi đó. Ở đây thì nó sẽ cần có cái hàm là swap. Swap là để các bạn thay đổi cái giá trị giữa hai cái thằng này. Thì thật ra thì mình sẽ viết luôn cái hàm swap ở trong đây ha các bạn. Nó đỡ. Các bạn tách hàm ra cũng được. Nhưng mà bây giờ thôi mình viết trong đây luôn đi cho nó nhanh. Thì mình sẽ cho như thế này là một cái double tem bằng ar min x. Rồi. Ar min x bằng ari. Rồi. Ari bằng tem. Thì tại sao chúng ta lại phải swap mà chúng ta phải tạo ra một cái biến tem như thế này? Thì mình sẽ giải thích nhanh cho các bạn một chút nha. Tại vì những cái thuật toán thì mình nghĩ các bạn đã học rất là nhiều rồi. Nhưng mình sẽ giải thích cái vấn đề mà swap á, là ví dụ như các bạn có hai cái cốc nước như thế này thôi. Đây ha. Một bên đây á là sữa đi. Được chưa? Rồi. Một bên đây là bia. Thì làm sao để các bạn thay đổi cái giá trị của hai cái cốc này cho nhau, các bạn đổi đổi chỗ cho nhau, thì các bạn cần phải có một cốc thứ ba là một cốc tạm, đúng không? Một cốc tem. Thì trước hết là các bạn phải đổ hết sữa vào cái cốc này. Đây là cái biến tạm nè. Sau đó chúng ta sẽ đổ bia qua cốc này. Rồi, sau đó cuối cùng là chúng ta mới đổ cái cốc tem vào cái cốc này. Đó các bạn thấy không ạ? Thì lúc nào chúng ta cũng cần phải có một cái cốc ở giữa để mà chúng ta có thể là chứa tạm cái giá trị. Đây nè. Cái đoạn code này nè là mình thực hiện cái thao tác đó đó. Bây giờ thì để sắp xếp giảm thì mình cũng sẽ copy cái này xuống. Và các bạn sẽ thấy rằng đó là mình sẽ thay đổi một chút, đó là cái này thì mình sẽ thành dấu lớn là xong. Rất tiếc là mình không có thời gian để mình giải thích rõ từng chi tiết trong cái việc là sắp xếp tăng đó là gì, sắp xếp giảm là gì, thì các bạn chịu khó xem thêm nhé. Nhưng ở đây thì chắc chắn là nó sẽ sắp xếp được đấy. Bây giờ mình sẽ test câu B cho các bạn xem. Bây giờ mình sẽ test câu B nhé. Switch out và test câu B. Rồi ok, ví dụ ở đây mình sẽ tạo ra một cái mảng đi. Double ARR bằng new double như thế này. Và mình điền giá trị vào cái mảng này luôn nha các bạn. 5 1 3 4 5 8 0. Đó. À, ở đây mình sẽ phải có cái cặp mặt vuông chỗ này vì chúng ta tạo ra mảng mà. Rồi. Sau đó mình có một cái mảng là array 2 đi. Array 2. Rồi sau đó mình sẽ sửa cái này lại một chút nha các bạn. Sao đây. Rồi. Bây giờ mình sẽ lấy test thử cho các bạn xem. Mình sẽ lấy cái mình phải tạo ra trước. Mình phải tạo ra hai cái thuật toán trước, đó là sắp xếp chèn. Đó, SXC bằng new sắp xếp chèn. Rồi, ok. Mình cũng có một cái thuật toán là sắp xếp chọn. SXCH chèn nè các bạn. Chọn bằng new này như thế này. Thì bây giờ mỗi một cái thằng này mình sẽ test thử một cái phương thức thôi. Mình sẽ lấy sắp xếp chèn. Mình chấm. Rồi sắp xếp tăng. Mình điền cái mảng array vào đây. Được chưa? Rồi. Sau đó mình sẽ đi từ đầu tới cuối cái mảng array này. For. Đây. Đó, mình sẽ đi từ đầu tới cuối cái mảng array và mình sẽ xuất cái giá trị nó ra cho các bạn xem nó như thế nào nhé.
Tương tự như vậy thì ở đây mình cũng sẽ test thử cái hàm là sắp xếp giảm của cái mảng thứ hai. Các bạn xem mảng thứ hai. Nhưng ở đây thì mình sẽ lấy một cái thuật toán khác đó là sắp xếp chọn. Đó. Các bạn có thể test nhiều hơn nha các bạn. Các bạn có thể test nhiều hơn nha các bạn. Đây mình sẽ xuất out cái này luôn ra đi ha. Xuất rồi, ở dưới này là xuất out AR2. Cái bài này khá là dài, các bạn chịu khó xem giúp mình nhé. Các bạn không code cũng được, các bạn chỉ cần ngồi xem mình code thôi. Để mà hiểu được cái vấn đề nó là gì. Vì cái câu C mới là cái câu quyết định là khi mà chúng ta một cái class nó implement nhiều cái interface thì nó sẽ như thế nào nhé. Bây giờ mình sẽ chạy thử cho bạn xem. Đây. À, xin lỗi các bạn. Ở đây thì mình sẽ sửa lại một chút xíu, đó là mình sẽ không có ring fly mà ring live mà mình sẽ ring thôi. Tức là mình không có xuống dầu. Rồi mình cộng cho một cái khoảng trắng như thế này. Đó. Ở đây cũng vậy, để cho nó nằm ở trên một dòng thôi. L N là live á các bạn ạ. Đây. Rồi ở đây mình sẽ xuất out cái dòng này để cho nó ngăn biệt cách biệt ra. Rồi mình chạy lại các bạn xem nhé. Đây run S nè. Đây 0 1 3 4 5 5 8. Cái này là mảng tăng dần đúng không các bạn? Cái thằng này cũng mảng tăng dần luôn. Như vậy là cái chỗ mà có một cái thằng nào đó chúng ta có bị ngược. Đó là sắp xếp. À, ở đây mình phải gọi là sắp xếp giảm chứ đúng không? Mình phải gọi sắp xếp giảm. Đây. Này, cái thằng này nó tăng dần nè, còn thằng này nó giảm dần nè. Đó, như vậy là chúng ta làm đúng rồi đấy. Thấy chưa? À, chúng ta làm đúng rồi đấy. Thì trước khi kết thúc câu B ấy, thì mình muốn nói lại với các bạn đó là ở đây chúng ta có một cái interface là sắp xếp, thì nó có những cái hàm bên trong, đó là những cái phương thức như là sắp xếp tăng và sắp xếp giảm, thì nó sẽ không được hiện thực, nó chỉ khai báo ra cái phương thức giống như là một cái phương thức abstract mà các bạn đã từng học trong những bài trước thôi. Và cái việc hiện thực đó là những cái lớp nào mà nó có nhu cầu nó implement lại, nó có hiện thực hóa lại để nó kế thừa được những cái hành động, những cái phương thức này thì nó phải viết lại. Đó là phải biết viết lại các bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua câu C, đó là chúng ta sẽ tạo ra một cái class nó có tên là phần mềm máy tính. Nhưng mà trong các class này nè, các bạn sẽ để ý giúp mình nha, nó không nó, nó phải implement như thế này. Implement đầu tiên là nó phải là implement cái máy tính trước, cái máy tính interface. Rồi sau đó là nó sẽ implement tiếp các bạn sẽ đánh tiếp nha các bạn, implement phẩy, rồi các bạn sẽ đánh giúp mình đó là sắp xếp. Bây giờ sẽ làm từng cái một nhé. Trước hết là implement máy tính bỏ túi interface thì chúng ta sẽ phải click chuột vào đây, rồi các bạn sẽ s những cái phương thức mà chúng ta cần phải hiện thực lại vào đây như thế này. Rồi sau đó các bạn lại có thể tiếp tục implement tiếp. À, các bạn sẽ phẩy thôi. Rồi các bạn sẽ đánh ở đây cái tên giúp mình đó là cái sắp xếp interface. Thì các bạn thấy không? Một cái class bình thường class con này thôi, nhưng nó implement tới hai cái interface khác nhau ở đây. Đó, interface. Rồi, khi đó thì các bạn sẽ phải click vào đây để các bạn add an implement method. Các bạn thấy không ạ? Đây. Nó sắp xếp tăng và sắp xếp giảm nè. Như vậy, trong một cái phần mềm máy tính này, nó vừa kế thừa lại được những cái phương thức mà nó nằm ở trong cái máy tính bao túi, nhưng nó cũng vừa kế thừa lại những cái phương thức nằm ở trong sắp xếp interface. Nhưng cái dạng kế thừa của nó là cái dạng viết lại nha các bạn. Viết lại những cái hành động ở đây, override lại những cái hành động ở đây, là những cái thao tác cụ thể nó làm như thế nào. Ví dụ như cộng cộng trừ nhân chia thì mình sẽ vào cái máy tính Casio đi. Mình copy lại cái đoạn này đi ha. Rồi, mình qua các phần mềm máy tính như thế này. Đó. Đây. Mình cần Ctrl V ở đây. Rồi mình vào cái sắp xếp chèn đi. Sắp xếp chèn mình copy qua. Mình bắt vào đây. Đó như thế này, các bạn thấy không? Đó. Thì các bạn thấy rằng đó là
một cái phần mềm máy tính nó lại vừa có những cái hành động của cái máy tính vào túi interface, nhưng nó cũng có những cái hành động của cái vấn đề là sắp xếp. À đó, thì chúng ta có thể hiện thực lại những cái đoạn code này. Đây là cái hay của interface, là một cái class bình thường nó có thể implement nhiều cái interface cùng một lúc, cùng một thời điểm, để có thể kế thừa những cái hành động khác nhau từ những cái class khác nhau. Giống như là trong cuộc sống vậy đó, một mình bạn nhưng bạn có thể kế thừa được những cái hành động, những cái thói quen của bố mẹ, của bố, rồi những cái thói quen của mẹ, của ông bà vân vân. Các bạn implement bao nhiêu cũng được hết ha, các bạn bao nhiêu cũng được hết nhé. Rồi thế thì bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem. Ở đây thì mình sẽ test câu C cho các bạn nhé. Test câu C thì mình sẽ tạo ra một cái phần mềm máy tính PMMT, bằng new một cái phần mềm máy tính. Thì các bạn có thể tính toán ra kết quả như thế này. Sheet out là ví dụ như là 3 cộng 5 bằng, thì sau đó mình sẽ lấy ở đây là cái phần mềm máy tính của mình vừa tạo ra nè, mình chấm, mình gọi cái phương thức là cộng, sau đó mình điền vô đây số 3 và điền vô đây là số số 5, các bạn thấy không? Đó. Vì nó đã viết lại rồi, nó hiện thực lại, do đó là cái phần mềm máy tính nó có những cái hành động của cái máy tính bỏ túi interface. Rồi bây giờ mình cũng có thể tạo ra một cái mảng là array 3 chẳng hạn. Đây, như thế này. Array 3. Và ở đây thì mình cũng có nó lộn xộn như thế này, sau đó mình lại sử dụng cái thằng này để mình sắp xếp cho nó tăng dần. Nhưng ở đây thì mình không sử dụng là cái biến là sắp xếp chèn nữa, mà mình dùng cái biến là phần mềm máy tính luôn. Đó. Các bạn thấy không ạ? Phần mềm máy tính như thế này. Rồi đây là array 3 nè, array 3 nè, mình chạy lại cho các bạn xem cái kết quả của câu C nhé. Đây, run. Đây, các bạn thấy không? Test câu C nè, 3 cộng 5 bằng 8 nè. Ở đây 62. Xin lỗi các bạn là chúng ta chưa điền đúng chỗ này là số 3, array 3 nhé. Rồi run S. Đây. Xem là kết quả của câu C. Đó. 3 cộng 5 bằng 8 và toàn bộ dãy số này nó đã được tăng dần rồi. Các bạn thấy không? Đó. Rồi. Nhớ lại giúp mình một chút xíu nha các bạn. Interface là một khái niệm để mà giúp cho chúng ta cố gắng đạt được cái vấn đề đa kế thừa về những cái hành động thôi. À, nhưng mà theo cái dạng là chúng ta phải viết lại, chứ các bạn không phải kế thừa theo cái dạng là public và cái dạng private và dạng protected gì đó, là chúng ta sẽ không phải kế thừa theo kiểu đó, mà chúng ta sẽ kế thừa theo kiểu là tất cả đều phải viết lại theo cái dạng là phương thức abstract á. Đó. Rồi, các bạn lưu ý giúp mình á, đó là trong cùng một cái class con thì nó có thể implement rất là nhiều cái interface cùng một lúc, rất là nhiều interface cùng một lúc. Và trong những cái class con á, các bạn nhớ những bài hôm trước thì nó không thể extend nhiều cái class cùng một lúc, nhưng cái implement thì nó có thể implement nhiều cái interface cùng một lúc. Và khi implement cái interface nào thì nó phải có những cái hành động của cái interface đó, và nó phải hiện thực hóa cụ thể nhé. Rồi, còn trong cái phần sơ đồ á, thì khi chúng ta vẽ thì chúng ta sẽ sử dụng cái đường nét đứt như thế này, và ở phía đầu nó có một cái hình tam giác, nó có tên là realization, nghĩa là hiện thực hóa để mà chúng ta mô tả cái class này. Cái bài hôm nay thì mình biết là nó khá là dài, nhưng mà thật ra thì nó cũng không có khó lắm đâu. Các bạn chịu khó, các bạn ngồi code lại, và toàn bộ những cái code này thì mình để trong cái phần mô tả của video, các bạn có thể xem lại các bạn nhé. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã theo dõi video clip này. Các bạn nhớ đăng ký kênh nhé. Và nếu như thấy hay thì các bạn hãy like. Nếu như các bạn thấy không hay thì các bạn hãy nhấn dislike giúp mình. Nếu có câu hỏi thì các bạn hãy comment phía bên dưới. Mình sẽ dành thời gian để trao đổi thêm với các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong video clip tiếp theo nha. Xin chào.